đầu tiên về em là một cô gái dễ thương, vui tính và rất hòa đồng. Trong 7 năm qua, mình đã trải qua rất nhiều kỷ niệm cùng với nhau. Vui có, buồn cũng có. Em là người con gái mạnh mẽ trong công việc và cuộc sống. Do vậy nên anh và em thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau. Tuy nhiên sau mỗi lần như vậy, anh và em lại hiểu nhau hơn và cũng nhường nhịn nhau nhiều hơn. Để rồi đến ngày hôm nay, anh nhận ra em chính là người con gái, người vợ sẽ cùng anh bước tiếp quãng đường còn lại sau này. Em có đồng ý làm vợ của anh không? Em đồng ý. Anh hứa với em, anh sẽ là người đàn ông, người chồng em có thể tựa vào khi đau buồn cũng như hạnh phúc. Anh sẽ cùng em xây dựng và vun đắp cho gia đình hạnh phúc của mình và con sau này.